Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay chúng ta tìm hiểu bài số 6 Vương quốc Phù Nam vở bài tập môn lịch sử địa lý lớp 5 bộ sách kết nối. Rồi, bây giờ các em hãy mở sách ra trang số 27 nào. Chúng mình sẽ cùng đến với cái bài số 1 này. Khoanh chữ cái trước đáp án đúng. Ok, ta có câu 1.1 nữa. Vương quốc Phù Nam ra đời vào cái thời gian nào? Đấy, như vậy thì nếu các em mà không nhớ thì chúng ta có thể mở sách giáo khoa ra cái bài Vương quốc Phù Nam, được không nhỉ? Đấy, và mình sẽ tìm hiểu về cái phần sự thành lập này. Ok chưa? Đây, Vương quốc Phù Nam ra đời vào khoảng thế kỷ thứ nhất, được chưa nhỉ? Đấy, thế kỷ thứ nhất nhé. Như vậy thì ở đây mình có đầu công nguyên thế kỷ 7, cuối thế kỷ 1, khoảng thế kỷ 1. Đấy, như vậy chúng ta có thể chọn ở đây là đáp án gì đây? Khoảng thế kỷ 1 này. Ok chưa? Rồi, 1.2 nào, địa bàn chủ yếu của Vương quốc Phù Nam đó là vùng nào? Trong những cái vùng đây thì mình cũng cứ mở sách ra thôi. Đấy, địa bàn cư trú của cư dân chủ yếu ở khu vực Nam Bộ Việt Nam hiện nay. Đấy, chúng ta tìm Nam Bộ Việt Nam, Duyên Hải miền Trung này, Tây Nguyên này, các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ. Đây, Nam Bộ này các em, đáp án C. Ok, xong nhé. Rồi, sang bài tập 2. Lựa chọn từ hay là cụm từ người ta cho ở đây để chúng ta điền vào cái ô trống này. Được chưa? Đấy, như vậy mình sẽ đọc cái phần này này. Theo truyền thuyết là nữ vương của... Đấy, thì mình sẽ tìm ở đây ngay này. Đây, chính là bài này này các em. Theo truyền thuyết thì Liễu Diệp là nữ vương của Phù Nam. Đấy, dễ không? Liễu Diệp này, ta chọn đây là Liễu Diệp. Ok, dễ em các em, quá đơn giản đúng không? Là nữ vương của gì? Phù Nam. Ok. Rồi, phía nam nước này có một vương quốc đặt dưới sự... Đấy, ta tìm hiểu này. Phía nam dưới sự cai quản của Hỗn Điền. Đấy, ta sẽ tìm ở đây có từ cai quản này. Đấy, cai quản của Hỗn Điền, được chưa? Một đêm Hỗn Điền được thần gì? Đấy, chúng ta sẽ xem cái đó. Một đêm Hỗn Điền được thần báo mộng sẽ trở thành vua của Phù Nam. Ok chưa? Hỗn Điền được thần báo mộng. Đấy, ta chọn đây là từ báo mộng, trở thành vua, đúng không? Đây là từ vua. Và ban cho một, cho một gì? Cây cung. Ok, dễ không các em? Giống như mình đi rà soát chính tả, đúng không? Ban cho một cái cây cung theo chỉ dẫn của ai? Đấy, theo chỉ dẫn của các vị thần. Đấy, như vậy đây ta sẽ chọn từ theo chỉ dẫn của các vị thần. Vị thần điền đây. Hỗn Điền đi thuyền ra biển hướng về phía Phù Nam. Ok. Thấy thuyền lạ xâm lập lãnh thổ, Liễu Diệp mang quân chặn đánh. Từ xa Hỗn Điền dương cung bắn. Bắn gì? Đấy, chúng ta cứ đọc theo nhé. Dương cung bắn, mũi tên xuyên qua mạn thuyền của Liễu Diệp. Đấy, dương cung bắn. Như vậy đây ta sẽ chọn từ mũi tên. Ok. Nữ vương buộc phải xin hàng. Sau đó thì Hỗn Điền và Liễu Diệp nên duyên vợ chồng và cùng nhau cai quản
phố Phù Nam. Ok chưa? Đấy, như vậy chúng ta đã hoàn thành bài số 2 khá là đơn giản đúng không? Rồi sang bài 3. Hoàn thành cái bảng dưới đây về một số hiện vật khảo cổ học của Vương quốc Phù Nam. Đấy, như vậy lĩnh vực này, hiện vật này, thì các em cũng lại mở sách ra. Đây mình sẽ tìm cái phần một số hiện vật đây. Được chưa? Đấy, như vậy chúng ta sẽ điền vào đây cho thầy. Hiện vật khác nhau của Vương quốc Phù Nam như này, nền móng kiến trúc này, bếp đun này, đồ gốm này, tiền kim loại này. Nhiều không? Đấy, về đời sống là vật chất nha. Thì chúng ta sẽ điền những cái từ này vào. Như là nền móng kiến trúc. Đấy, các em điền vào nhé. Hiện vật, nền móng này, kiến trúc. Rồi, gì nữa đây? Bếp đun này, đồ gốm, tiền kim loại. Ok. Bếp đun. Bếp đun. Rồi, đồ gốm này. Rồi, gì nữa nhỉ? Tiền kim loại. Ok nha. Rồi, gì nữa không? Điền thêm tiếp đi. Hết chưa? Rồi, như vậy chúng ta có một số những dạng hiện vật về đời sống vật chất. Bây giờ chúng ta sẽ sang về đời sống tinh tinh thần. Đây, đời sống tinh thần thì chúng ta lại đi xuống dưới này. Như vậy đây còn có các hiện vật khác này các em. Trang sức này, tượng thần này, tượng Phật này, khá là nhiều nha. Cho thấy đời sống văn hóa tinh thần là khá phong phú. Đó, như vậy thì chúng mình sẽ có ở đây. Chúng mình sẽ có ở đây là gì? Về đời sống tinh thần. Các hiện vật khác tìm thấy đồ trang sức này, tượng thần này, được không? Tượng Phật này. Đấy, như vậy thì đây là gì? Về đời sống tinh thần, đồ trang sức, tượng thần, tượng Phật. Ok, em ghi vào. Đồ trang sức. Rồi, tượng thần. Rồi, tượng tượng Phật. Ok nhá. Hết chưa? Sang bài 4. Từ kết quả của bài tập 3 nêu nhận xét về đời sống của cư dân Phù Nam. Đây thì chúng ta chỉ cần dựa vào cái câu này nè. Đấy, nhận xét này. Nhận xét ở đây mình có thể thấy này. Cho thấy đời sống văn hóa tinh thần là khá phong phú của cư dân Phù Nam. Đấy, vậy thì mình có thể ghi gắn gọn vắn tắt hai cái nội dung này, chúng mình gộp nó lại thành thành một để nói về cái đời sống vật chất và tinh thần. Như vậy thì nhiều dấu tích hiện vật khác nhau của Vương quốc Phù Nam. Được chưa? Mình có thể ghi này. Qua cái bài tập 3. Qua bài tập 3 cho ta thấy nhiều nhiều cái gì? Nhiều cái dấu tích về đời sống vật chất. Đúng không? Đời sống vật chất và đời sống tinh thần. Đấy, mình không cần ghi rõ ra là nền móng hay cái gì nó bị lặt đúng không nào? Của cư dân. Cư dân gì? À, cư dân Phù Nam. Như thế nào? Đấy, các em nhận xét cho thầy đây. Cư dân Phù Nam khá là gì? Khá là phát triển. Đúng không? Đấy. Khá phát triển. Cư dân Phù Nam
đáp phát triển. Rồi, qua đó cho thấy gì? Qua đó cho thấy điều gì đây? À, mình nhận đăng là gì? Nhận xét đấy các em. Cho thấy này, người ta sử dụng này, đời sống văn hóa tinh thần khá là phong phú. Ok. Qua đó cho thấy đời sống văn hóa tinh thần khá phong phú. Ok. Con dê. Được chưa? Xong nhá. Rồi, sang bài tập số 5. Tìm hiểu và cho biết một số nét văn hóa của cư dân Phù Nam còn được lưu giữ trong đời sống của người dân Nam Bộ hiện nay. Đấy, như vậy thì các em có thể thấy được cái mà người ta nêu ở đây này, là còn đây này. Cà ràng hay gọi là bếp đun được làm bằng đất nung, có thành là che gió, đáy giữ cho, đun bằng củi hoặc than thuận tiện cho sử dụng ở nhà sàn hoặc là trên thuyền, trên ghe. Và ngày nay ấy, thì cái cà ràng này vẫn được người dân vùng Tây Nam Bộ sử dụng khá phổ biến. Đấy, các em ghi đoạn này vào. Ok không? Ok không nhỉ? Đấy, rất đơn giản thôi, không cần phải nói nhiều. Đúng không? À, như vậy chúng ta sẽ ghi đây. Cà ràng. Đúng không? Hay còn được có tên gọi là bếp đun, làm bằng đất gì? Đất nung. Được chưa? Cà ràng hay còn gọi là bếp đun, làm bằng cái gì? Đất nung. Làm bằng đất nung này. Có thành che gió, đáy thì giữ cho. Ok. Có cái thành thì che gió, đáy thì giữ cho. Giữ là giữ cái cho bếp đó các em, cái mà đã đun đó, đúng không? Đun bằng củi hoặc là than. Đấy. Đáy thì giữ cho nhá. Rồi, đun thì có thể là bằng củi hoặc là gì? Bằng than. Đúng không nào? Ok. Thuận tiện khi sử dụng ở nhà sàn hoặc là trên thuyền, trên ghe. Được chưa? Thuận tiện cho việc sử dụng khi ở đâu? Ở nhà sàn hoặc là gì? Trên thuyền, trên ghe. Đấy. Như vậy thì ở khu vực Nam Bộ á, thì có khá là nhiều kênh rạch, sông ngòi chẳng chịt, nên là cái việc mà trên thuyền, trên ghe là gì? Phổ biến. Ok. Rồi chưa? Đấy. Như vậy đây là một cái nét văn hóa này còn được lưu giữ, được không? Trong đời sống của người dân Nam Bộ. Rồi, như vậy mình đã kết thúc bài số 6 và hẹn gặp lại các em ở trong bài 7 Vương quốc Champa.